Hiện nay, thời tiết bắt đầu bước vào mùa mưa, rất thuận lợi cho muỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết phát triển mạnh. Dịch sốt xuất huyết có nguy cơ lan rộng và bùng phát thành dịch lớn. Tại huyện Cam Lộ, Quảng Trị, tính đến ngày 23 tháng 9 năm 2024, toàn huyện ghi nhận 108 người mắc sốt xuất huyết dengue tại 8 trên 8 xã thị trấn. Cụ thể, thị trấn Cam Lộ 21 ca, các xã Cam Nghĩa 13 ca, Cam Hiếu 10 ca, Cam Tuyển 9 ca, Cam Thành 9 ca, Cam Thủy 8 ca và Thanh An 6 ca. Riêng tại xã Cam Chính, số bệnh nhân có xu hướng tăng cao và lây lan mạnh từ đầu tháng 8 đến nay. Tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên địa bàn xã đến ngày 23 tháng 9 là 32 người, cao nhất trong 15 năm trở lại đây và cao nhất trong toàn huyện. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND huyện Cam Lộ đã ban hành công văn khẩn gửi các cơ quan, đơn vị liên quan về việc tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết. Trong đó, tuyên truyền để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng, chủ động tham gia thu dọn vật liệu phế thải chứa nước đọng nơi bọ gậy, muỗi phát triển, để kín nắp và thả cá vào bể, các dụng cụ chứa nước sinh hoạt để diệt bọ gậy lăng quăng. Các chuyên gia cho biết, sốt xuất huyết là một bệnh truyền nhiễm do virus dengue gây ra, lây truyền qua vết cắn của muỗi Aedes aegypti, bệnh phổ biến ở các khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới như Đông Nam Á, Nam Á, Châu Phi và Nam Mỹ. Triệu chứng của sốt xuất huyết thường khởi phát đột ngột với sốt cao, có thể lên đến 39 đến 40 độ C, kéo dài từ 2 đến 7 ngày. Người bệnh thường kèm theo đau đầu dữ dội, đặc biệt là vùng trán, đau sau hốc mắt, đau cơ và khớp, mệt mỏi, buồn nôn và phát ban. Trong một số trường hợp nặng, bệnh có thể tiến triển thành sốt xuất huyết đanh, gây ra chảy máu, tụt huyết áp và tổn thương nội tạng, đe dọa đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Bản thân sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm, không lây truyền, thông thường thì không lây truyền trực tiếp từ người sang người. Sốt xuất huyết có vector truyền bệnh, đó là do muỗi, muỗi là muỗi vằn, là tên khoa học là Aedes aegypti. Và bản thân khi muỗi muỗi vằn đốt những người bị sốt xuất huyết hoặc là người mang virus sốt xuất huyết không biểu hiện triệu chứng, thì khi virus nhân lên trong cơ thể muỗi và sau đó cư trú ở cái tuyến nước bọt của muỗi, và khi muỗi đốt những người là lành thì sẽ truyền cái bệnh sốt xuất huyết cho những người bệnh nhân người khác. Thì sốt xuất huyết do 4 tiếp đanh 1, đanh 2, đanh 3, đanh 4 khác nhau. Mỗi trong mỗi cái đợt bị nhiễm thì chúng ta nhiễm một trong những 4 tiếp đấy. Và sau khi quá trình nhiễm thì cơ thể chúng ta sinh ra kháng thể để đề kháng lại cái sốt xuất huyết do cái tiếp đấy. Vì thế tối đa trong cuộc đời thì có những trường hợp bệnh nhân đã nhiễm đủ cả 4 tiếp đanh, nên là không phải là mình đã nhiễm tiếp đanh là sau đó mình không bị nhiễm nữa. Có thể lần này đanh 1, lần sau là đanh 2. Giai đoạn đầu 4 ngày đầu thì sốt cao, liên tục đau người, đau đầu, bệnh nhân rất khó chịu, rất mệt mỏi. Thì tuy nhiên giai đoạn đấy thì thông thường đó là giai đoạn an toàn của sốt huyết. Bệnh nhiều bệnh nhân thì có thể điều trị tại nhà, theo dõi tại nhà trong giai đoạn này. Tuy nhiên có thể là cuối ngày thứ tư trở đi, những ngày sau thì giai đoạn này có hiện tượng tổn thương thành mạch, thoát huyết tương, nên là hiện tượng giai đoạn này chúng ta cần theo dõi sát và thông thường phải theo dõi trong môi trường bệnh viện. Vì một số lý do, có một số dấu hiệu cảnh báo như chúng ta biết về thần kinh, kích thích vật vã đờ đờ, đấy là dấu hiệu gọi là sốt huyết có dấu hiệu cảnh báo. Nó nằm xen kẽ giữa sốt huyết đanh và sốt huyết nặng, nên là khi có cảnh báo rồi chúng ta phải theo dõi rất sát, chặt chẽ. Như về thần kinh là kích thích vật vã đờ đờ, về các triệu chứng về đau tức thượng vị, đau vùng gan, tức ngực khó thở, nôn nhiều lần, và một số xét nghiệm ví dụ là tiểu cầu tụt rất nhanh và HEMA tụt colit tăng rất cao. Ngoài ra giai đoạn này có thể biểu hiện những các mức độ khác nhau của các biểu hiện sốt huyết, như ngoài da niêm mạc hoặc là da máu âm đạo bất thường, sốt huyết tiêu hóa, sốt huyết tiết niệu, sốt huyết não. Đấy là những cái dấu hiệu mà tiên lượng để cần phải theo dõi sát. Nếu mà mình theo dõi không sát, không kịp thời thì nó sốt huyết sẽ chuyển sang giai đoạn sốt huyết nặng. Thì có 3 thể sốt huyết nặng mà chúng ta cần theo dõi rất sát và nhiều khi điều trị rất tích cực, tuy nhiên có nhiều bệnh nhân cũng sẽ không qua khỏi. Một là khi hiện tượng thoát huyết tương rất nhiều gây ra trường hợp sốc sốt huyết đanh, trường hợp này rất nặng. Thứ hai là biểu hiện có những cái trường hợp là gây biểu hiện sốt huyết cơ quan nội tạng, thì trường hợp này điều trị cũng rất tốn kém, nan giải và tiên lượng rất nặng nề. Biến chứng tiếp theo đó là suy đa tạng, ví dụ suy men gan mà trên xét nghiệm trên 1.000 theo dõi vấn đề suy gan, suy chức năng thận, suy tim.